Hello xin chào anh em đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để review tận tâm nhất về con app batu anh em có thể tải con game Pocket Incoming, bạn HV và tất cả những con game hack khác. Một kho game rất là đồ sộ luôn ha. Mình đã làm video này rất là tận tâm và tốn rất nhiều thời gian thì anh em thấy video hay có thể nhấn đăng ký kênh giúp mình. Và mình sẽ ra những video khác hay hơn. Và đầu tiên anh em sẽ click vào đường link bên dưới phòng mô tả, phòng màu xanh này ha anh em click vào và đây là phần tên của con game Pocket Incoming bản hát anh em copy mình cũng sẽ đợi cái tên con game này bên dưới phần mô tả luôn rồi anh em vào trang web anh em tốt nhất là nên sử dụng út browser anh em dán vào và truy cập đường link đó nó sẽ ra một trang như thế này đây là trang chủ để tải con app tu của game và anh em sai Android thì click vào đường link tải của Android này xài iOS thì click vào bên trái để tải về cho iOS ví dụ mình sẽ làm mẫu đây hả click vào Android mình sẽ đợi một khoảng thời gian để nó tải với đó nó hiện một đường dẫn là download vào máy này anh em bấm dòng một cam này để tải về rồi sau khi tải mình đã tải sẵn rồi ha sau khi tải mình click vào và bấm cài đặt À, anh em bấm cài đặt và mình cũng đã cài đặt sẵn để tiết kiệm thời gian cho anh em ha rồi đây là sau khi mình cài đặt xong đó nó sẽ ra rất là nhiều cái quy định để sử dụng app này ha trong đó có các quy định và yêu cầu truy cập của điện thoại như là quản lý cuộc gọi quản lý danh bạ rất nhiều ha thứ hai trước khi vào app thì anh em bấm nút xanh đi này quản lý của cội quản lý thì nhớ rất là nhiều ha anh em bấm cho uh, phép đi đó cho phép cho phép truy cập ảnh và phương tiện uh, trong thiết bị ha cho phép luôn điều cho phép này rất là nguy hiểm nha anh em mình sẽ nói ở đoạn sau chờ hai giây nó sẽ vào thì nó đang có chương trình khuyến mãi 648 uh, Tờ cho những con game nó quy định trong thời gian khuyến mãi này nha anh em uh, thích thì tìm hiểu trước khi uh, sử dụng app này thì mình uh, hướng dẫn anh em uh, đây anh em lên xác uh, Play tại con app dịch màn hình này về uh, anh em bấm mở cái anh em tại cái app này để làm gì thì anh em chơi những con game Trung Quốc thì anh em sẽ sử dụng con app này để sử dụng uh, dịch cái tiếng của người Trung Quốc ra tiếng Việt của mình để dễ chơi hơn những cái đoạn mình nào mình không hiểu thì mình dịch uh, phần ngôn ngữ nhận dạng thì anh em chọn người Trung Quốc nha còn ngôn ngữ mục tiêu tiếng Việt uh, anh em uh, sử dụng ngôn ngữ khác thì có thể chọn tùy theo ý muốn của mình rồi bấm nút đỏ này để nó hiện lên màn hình một chấu chấm khi anh em click vào, vào chấm đó nó sẽ dịch màn hình. Anh em chờ trong khoảng tầm 4 đến 5 giây nó sẽ dịch. Cái app thứ hai anh em lên tìm kiếm app 1.1.1.1 ha. Đó tải về, anh em tải app này về thì mục đích của app này làm gì? Thì nó ngăn chặn người ta xem quá nhiều lịch sử duyệt web của mình ha và tăng tốc độ internet thì những con game mình chơi đa số là của Trung Quốc nên anh em tải app này về nó sẽ chơi mượt hơn anh em bấm mở mở sau khi tải anh em bấm uh, con nét này đó nó hiện thì uh, con nét thành công này rồi tắt đi anh em uh, trở lại cái app Bato này anh em click vào vòng phải cùng nhà hình có con người này đăng nhập ha anh em click vào uh, hình có con tai thỏ này ai cần uh, biểu tượng của con app đó đây đây là tên uh, đăng nhập bên dưới mật khẩu thì hôm qua mình đã làm một cái video để hướng dẫn anh em tạo tài khoản rồi đó. anh em nào có muốn uh, xem lại thì click vào đường link bên dưới mình sẽ đỡ bên dưới phòng mô tẻ anh em uh, tạo tài khoản lại hôm qua mình làm một tài khoản anh em còn nhớ chứ đó là kim long này một 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 mật khẩu từ 1 tới 6 này anh em bấm vào con mắt để nó hiển thị mật khẩu này 1 2 3 4 5 6 em nào nói không vào được thì hãy xem video này nha đó đăng nhập thành công, đó hoàn toàn thành công nha anh em rồi anh em click vào trang chủ của nó, hình ngôi nhà này ha, à, dưới này có rất nhiều game anh em có thể tải vô Uh, anh em uh, click vào uh, tìm kiếm thì lúc đầu video mình đã làm rồi thì anh em uh, copy tên của con game Pocket Incoming Hatch nha thì bây giờ mình sẽ làm lại, anh em uh, chọn tóc này sao chép rồi trong ô tìm kiếm này anh em dán tên của nó vào dán vào rồi bấm đến, nó xuyên ra một đường này anh em click vào Một khoảng thời gian cho nó load ha Rồi để ra con game rồi Anh em xóa bạn cũ Và tải lại bản này nha Đó anh em bấm nút màu xanh Ở bên dưới cùng của màn hình này Để nó tải xuống Đó hiện nó đang tải này. để cho phép nó quản lý cuộc gọi uh, quản lý tin nhắn điều đó rất là nguy hiểm nha anh em đó là những người trung quốc nó sẽ nhận được cái thông tin của mình và quản lý thì mình đã sử dụng ra những nhiều app như là app ngân hàng này uh, khi người ta muốn gọi điện để thông báo khoản quay gì cho mình thì mình không trả thì nó đã quản lý được số điện thoại của người thân mình nó sẽ gọi cho người thân uh, và những bạn bè làm phiền họ và đăng ảnh của mình bơ xấu lên Facebook rồi các kiểu thì anh em tốt nhất nên xóa những cái app mà nó quản lý cuộc gọi hay là uh, danh bè của mình đi bấm gỡ cài đặt đi rồi mình sẽ tiếp tục trở lại vào game này anh em muốn tải lại thì lên kênh của mình bấm tải hay là đánh dấu sau vào trang web đó khi nào muốn chơi game khác thì bấm vào đó tải lại là xong chứ không nên đỡ trong điện thoại thì nguy hiểm lắm nha anh em thì đường trường truyền mạng của mình hơi yếu nên nó sẽ lót hơi lâu anh em click vào đường bên dưới để nó lót lại nè dòng chữ nhỏ bên dưới đó vào game sẽ tặng free vip 12 nha anh em bên bữa trước mình đã làm một video để hướng dẫn rồi đó thì đây là tài khoản mẫu mình đã làm thử là kim lâm một 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 này mật khẩu từ một tới sáu này đăng nhập đi bấm vào màu xanh này để đăng nhập sau khi đăng nhập thành công nha anh em nó sẽ hiển thị uh, thông báo của con game này anh em muốn xem để nhận những giúp code mới nhất thì bấm dịch màn hình này đây tài khoản của mình hả mình tiến hành đăng nhập bằng cách click vào cái dấu có dấu mũi tên thôi bên dưới con của màn hình đó mình sẽ tắt bớt âm lượng đi để anh em click vào những server mà mình đã chơi server 207 mình đã chơi đến cấp 12 rồi nè bấm go Đó, thành công đăng nhập rồi nha anh em nhận thưởng rất là nhiều ha chỉ cho 3 ngày thì nó cho nhận thưởng bit s free nó rất là nhiều cái event này nó không tặng rất nhiều kim cương này một ngàn kim cương hai năm kim cương kim cương xài đẻ luôn ha đó mình chỉ review đến đây thôi tiếp theo là phần nhập code thì anh em click vào cái ảnh đại diện này anh đại diện có hình con người của mình này avatar của mình này click xuống dòng thứ hai ở ảnh đại diện anh em bấm vào nút này. Đó nó hiện ra một dòng trắng này. Đó nút nút này nè. Hiện ra một dòng trắng thì mình sẽ nhập code như thế nào? Và những code đó là gì thì anh em click vào video của mình. Bên dưới này có nhi, rất nhiều code ha. Uh, code này để sử dụng 75% nên anh em sẽ nhập sớm nếu không nó sẽ hết nha. Ví dụ ở đây thì mình sẽ nhập hh 666 thử. đó que đã vơ rồi này tiếp tục ha vip b b b đó que cũng đã vơ rồi này rồi đây đây là những con bé của con game này anh em nào thấy video hay thì nhắn uh, nhấn đăng ký kênh giúp mình nha đăng ký kênh rồi tắt thông báo cũng được để không nhận uh, những thông báo mới cũng được thì đó một phần ủng hộ để mình ra những video hay hơn là niềm động lực để mình uh, ra tiếp video hướng dẫn cho anh em những thứ mới nhất và có tốt thì tất nhiên là có lợi cho anh em rồi à, uh, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha chúc anh em và gia đình một ngày tốt là